quay trở lại với kênh YouTube của Quốc Cường TV ha. Thì có em trai ở Vũng Tàu chạy lên gặp mình để cắt tóc. Và hôm nay mình sẽ cắt một cái kiểu tóc này á. Cái mái tóc này thì thường rất là khô. Và lát mình sẽ nhuộm lại một cái màu nó cũng khá là nổi nha. Và đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt trước. Cho nó, cái yêu cầu của em trai này là cho cái gương mặt nó gọn, nó sáng sủa lên một xíu. Nhưng mà cái kiểu nó giúp dựng dựng như vậy nè. Thì mình sẽ cắt cái kiểu tóc này. Ngày xưa người ta gọi nó, lúc mình thời mình hồi trước thì người ta gọi là tóc La Mã bùng ngựa. Nhưng mà này nó không phải, nó không ra dạng bùng ngựa, nó một dạng nói tên chính xác thì mình nói thẳng luôn, mình cũng chả biết là tên gì luôn. Nó giống như dạng sắc huyết vậy đó ha. Nhưng mà mình cắt tân nó lại một chút xíu ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt mái tóc này. Khuôn mặt của cái bạn này á thì có thể nó hơi bề ngang nó hơi lớn, thì có cái mình sẽ cho hai bên nó đứng một chút xíu để cho nó ôm cái khuôn mặt lại, để cho nó gọn lại khuôn mặt chút. Nhưng mà không cắt tròn nha, tại vì đã khuôn mặt đã lớn mình cắt tròn là mặt nó bự ra. Để hai bên dài, hai bên để tự nhiên thôi, cắt gọn lên thôi nhưng mà để tự nhiên thôi. Rồi đầu tiên là chia ngôi thôi. Đầu tiên là mình sẽ đi lượt nhẹ cái phần này. Tại cái yêu cầu của em trai này là không có cho nó quá ngắn. Cho nó ôm lại các bạn biết không? Nó đúng bẻ tầng ra. Đó, để cho tóc nó ôm lại, nó ôm cái mái tóc vô da đầu lại. Cameraman sao mắc cục quá vậy em? Cái từ sáng đến giờ. Dạ. Đó, nhẹ nhàng thôi. Cho nó chỉ cái mái tóc, các bạn chỉ cần đi cho nó ôm vậy thôi nè. Còn biết không? Ôm vậy thôi. Đó, nó chỉ như vậy là vừa đẹp. Phần sau này thì các bạn có thể đứng ở giữa nha. Đi lên nè, bẻ ra nè. Bẻ ra nhiều nhiều nha. Nè, lát mình sẽ nhuộm lại cái phần này cho nó đều màu nè. Rồi, qua đây. Chỗ này thì thật sự nó rất đơn giản lắm, không có gì hết. Cái cách kê lược nó gần gần, ở dưới nó gần gần như cái tóc chân phương của mình vậy thôi. Cho mình đi gọn thôi, mà đợt này cái clip này có thể là mình không cắt nhiều. Đa phần mình giữ nguyên đồ cắt luôn. Hôm nay là mình đang ở chi nhánh Thủ Đức nha bạn, 480 Tô Ngọc Vân. Anh em ở dưới này có thể ghé ủng hộ nha. Bình thường thì mình ở dưới Gò Dầu, nhưng hôm nay là tại vì cái bạn quản lý ở dưới này với một số anh em dưới này đi công tác cắt tóc cho bà con ở người dân tộc Ede tỉnh Gia Lai rồi. Đây, tháo ra nha. Và bây giờ là tới phần quan trọng nhất, kiểu tóc này là cắt phần mái. Các bạn chải xuống hết, chải xuống hết như thế này nè. Đó. Này,
chia ra làm hai lớp. Đó, bên này và bên này. Ở sau này các bạn nâng lên 90 độ nhưng mà tay nó kẹp xéo nha bạn. 90 độ tay kẹp xéo nè. Xéo nha. Cho nó gọn bớt đi. Và mình cũng chủ yếu là mình cho gương mặt này nó gọn lại, bớt với cái thứ hai là nó để các bạn phía sau nó đỡ cái phần ngọn luôn. Tại vì cái ngọn này nó thì bạn này đã xử lý hóa chất rất là nhiều lần rồi, nó bị cháy các bạn. Trong cái video các bạn xem các bạn có thể không thấy đâu, nhưng mà ở ngoài này các bạn mới biết là nó khô như còn rơm vậy đó. Nó học nghề nha em, hên xui nha. Hôm qua cắt tóc cũng chọc thằng kia mới học nghề, cái khuôn mặt nó biến sắc liền. Căng, nó cứ trần trợn anh biết. Rồi, cho nó xù quá trời là nhầy vậy luôn. Tại mình cắt thói quen của mình là hay cắt khô, mình không cắt nước. Dù cắt ướt thì có thể nó đẹp hơn, nhưng mà cắt khô thường thường nó sẽ chuẩn hơn. Tại vì khi các bạn cắt ướt á, là cái đầu tóc kia mà những cái sợi mà nó bị quăng á, nó khi mà nước nó kéo nó cũng làm sợi tóc thẳng ra luôn. Các bạn nước xuống để các bạn chỉnh cái form nè. Giờ hồi nãy hai bên là mình đã cắt cho nó xéo vô ha. Thì bây giờ mình cái lớp ở giữa này á thì nó sẽ ra một cái hình nhọn như thế này nè. Thì các bạn dùng cái kéo các bạn bấm cái phần nhọn này lại cho thành hình vòng cung đi, vòng cung nhẹ nha. Mình mang cái nhọn này cho đi hết, cho thành hình vòng cung hết. Khoan hẳn nói tới cái việc tạo kiểu tạo đồ gì cho nó mệt, nhưng mà tóm lại là bạn cứ cho nó thành hình vòng cung hết cho mình. Quảng cáo giờ các bạn sẽ chạy cái máy xuống nè. Nói là khúc hồi nãy nè, là mình dùng cái lược kéo của mình á, kiểu tóc này kiểu tóc vuốt lên, vuốt cái tóc vuốt ngược lên. Nhưng mà cái tóc khi mà các bạn chạy xuống nè, các bạn chỉnh cho nó ra một cái form luôn. Form để làm gì? Đầu tiên là dễ vuốt. Và cái thứ hai nữa là khi mà khách hàng họ về á, mà lỡ họ không có xài keo quá đó, nó có rớt xuống á, nó vẫn phải ra kiểu. Chứ còn mà các bạn cắt nó chỉ đẹp khi mà họ xài keo quá thôi. Lỡ những cái khách hàng công việc của họ bận hoặc gì đó, họ không xài keo quá, về rớt ra kiểu khác là cái đầu tan hoang hết là chết. Rồi, đó dùng cái đĩa nha, đĩa nhẹ cái phần ngọn nha, có thể bắt lên đĩa hoặc là nâng lên như thế này đĩa luôn, đĩa dậy cao cho nó khỏe vậy rồi đừng có đĩa phần máy quá nhiều để lỡ lát đó các bạn sẽ thấy, lỡ mà các bạn xài á về ok thì có thể là mình để gì kia rớt xuống để xài layer luôn. Nhìn cái kiểu này với cái kiểu mà mình nói lúc đầu nó không nhầm gì với nhau hết đúng không? Bây giờ các bạn nhìn các bạn thấy nè. Kiểu này thì các bạn biết sao nó bất tiện là tại vì nó phải có keo quát và đi đâu phải có hộp keo chứ không có chịu nổi đúng không em?
bây giờ mình sẽ vuốt những cái sáp này cho các bạn xem. Đây là cái clip cắt tóc. Tại vì các bạn biết sao mình không có xài clip cắt tóc với clip nhuộm, lát sẽ có cái clip nhuộm riêng. Tại vì nếu mà quay, tại vì video mình đa phần á là anh thấy nó không có cắt ghép nhiều. Anh muốn để tự nhiên hết luôn, tại vì cắt ghép là người ta sẽ nói là nó cắt sẵn đâu rồi, nó quay lên thôi. Nhưng thật sự không, mình rất đa phần được tiếp hết nên ra cái video nó rất là dài. Bây giờ mà nếu mà các bạn để nguyên video từ giờ tới uống luôn là nó chắc cả tiếng mấy, các bạn chắc coi không được đâu. Toàn vô coi xong nhắc lấy kết quả coi luôn rồi đó. Nên giờ mình sẽ tạo kiểu cho cái tóc này. Nên tạo kiểu rất là đơn giản thôi, không có gì hết. Và bây giờ mình muốn cái tóc này nó phòng tự nhiên, vô nét tự nhiên thôi, không có mực mà bóng bẩy quá, thì mình dùng cà lây ha. Cà lây rồi là bàn tay nha. Cái tay xèo xèo vô vậy nè nha, vào từ ngoái đi lên nè, rồi cái phần trên nó ôm cho nó ôm xuống vậy. Còn phần hai bên á, là nếu tùy theo cái chất tóc, ví dụ cái chất tóc họ xuôi xuống thì mình đi xuống, còn cái chất tóc bạn này á là nó xuôi hơi tới trước một xíu nên mình cho nó đi tới trước thì nó tự nhiên thế này không. Tóc này mình không cạo viền nha các bạn, không cạo viền. Tạo kiểu một cách mà nó đơn giản thôi, nó không có gì phức tạp hết, đúng không anh? Cào bằng tay xuôi vô nha, giờ thằng dễ vò cái tay nhẹ đi nha, dễ chỉ nha. Để lấy cái tay nè, đánh như này, luồn cái lòng bàn tay vô nè, luồn cái sợi dây này, luồn nha nè. Cái phần trước thì em cào lên, cào lên xíu, sau đó đẩy nhẹ tự động nó ra nếp lên. Tạo kiểu đơn giản thôi, còn mà cẩn thận nó có thể chỉnh từng sóng này lại. Nhưng mà con gái anh nghĩ là để càng tự nhiên càng đơn giản thì nó càng đẹp, không có gì hết nhé. Và bây giờ mình sẽ quay một vòng cái trước khi mà nhuộm cái mái tóc này lại, thì mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem cái mái tóc này ha. Còn chưa biết quá dưới lên đầu luôn đỡ tốt ha. Các bạn thấy mái tóc này xong nhìn trong gương này thấy cái này ổn nè. Hả? Cái này em vuốt, em có thể vuốt luôn cũng được, cũng tới được, nhưng mà cái em có vẻ hợp thì nó vuốt được. Không có lấy rõ, anh lấy tương đối thôi. Hiện tại cái kiểu tóc này kiểu tóc tự nhiên, chứ mình không có lấy cái đường cong nó thiệt là thẳng như tóc anh này, kết này kia là nó mất tự nhiên liền. Nên anh ra cứ cào chung vậy là tự động nó ngã lên, tại vì anh đã lấy khung hết cho em rồi. Tại vì khi mà nó rớt xuống phần trên này với dưới này sẽ có độ chênh lệch dài ngắn, thì em vuốt cái là lên thôi, nó rất là dễ. Còn hồi nãy là tại vì cái thợ cắt cái phần dưới trên nó bằng nhau luôn, nên ra em vuốt là nó sẽ có nhiều cái phần quay này đẹp, nhưng hồi này nó bị lem á, anh dính mày sợ nó đi lên luôn. Còn cái này là nó không lên được đâu, tại vì sợi dài thì ngắn, nó không bám, nó không ăn được nhá. Rồi đây, đây là toàn bộ mái tóc mình cắt ấy, mình chưa cạo viền chưa gì hết nha bạn, quay sơ cho các bạn xem thôi, tại vì nhiều còn nhiều công đoạn nữa lắm. Tạo kiểu rất là cực kỳ đơn giản, lấy cái tay cào cào vài cái thôi, trong quá chỉnh chu tạo kiểu lắm nha. Tại vì mình muốn cắt cho khách một đầu tóc là làm sao để về nhà đảm bảo được cái nhu cầu thực tế, là ví dụ họ về họ không có thợ cần thầy gì hết, họ vẫn xài đẹp ha, cái tóc vẫn có thể tự nhiên lên được. Chứ còn mà ở tiệm tạo kiểu đẹp mà về nhà xài không được thì cũng ăn lờ thôi. Vậy nha các bạn, bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha. Bye bye khán giả cái em, rồi lát bye bye tiếp còn thêm clip nữa ha.